Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy chư thần, chư thánh, chư vị thần linh, con kính lạy ông bà đất đai nhân trạch, ông bà binh gia binh tướng của bà. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy chư vị sơn thần thủ địa, ngài thần hoàng bổn cảnh cùng các vị tôn thần, các vị thổ thần. Hôm nay với lòng thành kính, con phát danh nguyên vũ pháp tự giác lợi về miếu thắp nén tâm hương thành tâm dân lễ, thỉnh dầu lưu ly về miếu. Con thành tâm cúi xin chư thành, chư thánh, chư vị thần linh ban cho bà con cô bác trên kênh giác lợi vlog của con một tẩy xăm, cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày thứ bảy cuối tuần, ngày 3 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 24 tháng 12 âm lịch năm Quý Mão. Xin ban cho một thẻ sâm may mắn, một thẻ sâm cầu được cái tài cái lộc. Ngày thứ bảy miền Nam có đài thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin ông bà chư thần, chư thánh, chư vị thần linh đèn trời soi xét, xin ban cho một thẻ sâm tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy sâm âm, thầy sâm ấp xuống ha. Để giác lợi xin sâm dương chứ, sâm dương mày mời chữ mời quá giác lợi không thấy ha. Số thầy sâm dương nha bà con ha, giác lợi quay vào trong giác lợi trình lễ nha, số thầy sâm dương ha. Nam mô A Di Đà Phật, con nguyện xin chư thần, chư thánh, chư vị thần linh, ông bà binh gia binh tướng của bà, ông bà sơn thần thủ địa, miếu bà đèn trời soi xét, xin ân điển độ ban cho số thầy sâm này có cái lộc lớn ngày 24 tháng 12 âm lịch, nhằm ngày 3 tháng 2 dương lịch năm 2024 thứ bảy có đài thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Con xin đèn trời soi xét, xin ông bà độ cho về chính xác, về đầu, về đặc biệt, về trong lô, giúp cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc số thầy sâm này. Con quay vào trong con trình lễ, con cũng xin đón nhận số thầy sâm để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được tham khảo xem, tìm cầu mua tờ giấy số ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi xin ông bà chư thần, chư thánh, chư vị thần linh đèn trời soi xét. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đón nhận số thầy sâm này. Số thầy sâm là 79 bà con ơi. Trời, 79 nha bà con ha, 79. Số thầy sâm là 79 nha bà con. Thứ 7 mà 79 là đẹp tuyệt vời. 79 ha. 79, 779. 779 nha bà con. 79 779 ha. 79 779 giác lợi có cái linh tính là số thầy sâm này hôm nay giác lợi up cái video lên sớm sẽ có cái lọc trước cho bà con ha. 79 nha bà con ha. 79 779, bà con nếu mà không thấy rõ thì nghe cũng nghe giác lợi đọc ha. Rồi bà con nào mà kéo thì đáng chịu nha, kéo mà không thấy rõ số cái rồi đáng chịu nha. Nha mô A Di Đà Phật. Con xin ông bà chư thần, chư thánh, chư vị thần linh, xin ông bà đèn trời soi xét, xin độ cho số thầy sâm 79 779 có cái lộc đài thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, về đầu, về đặc biệt, về trong lô ba càng 779, về rực rỡ, giúp cho bà con có cái lộc ngày thứ bảy cuối tuần. Xin cho con xin được thánh keo, một lần được thánh keo nè bà con, một lần được thánh keo nè bà con, thấy ghê không? Đó, có cái điềm báo không? Hôm bữa giác lợi sinh là 14 41 của bà con, thấy chưa? Chư thần chư thánh độ cho số thầy sâm 14, về miền Nam một cặp 14, miền Nam cặp 14, giác lợi sinh Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà số 41 về cho bà con luôn, cả miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Bữa đó về rực rỡ cho bà con. Hôm nay giác lợi đủ duyên lành, giác lợi quay trở lại, giác lợi tiếp tục xin cái lộc cho bà con ha. Hôm nay giác lợi tiếp tục dây trả lời xin cái lộc cho bà con nè. Hôm nay giác lợi thỉnh dầu lưu ly đồ về, giác lợi thỉnh cúng, giác lợi xin cái lộc tiếp cho bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ chư thần chư thánh chư vị thần linh, con cũng xin chư thần chư thánh chư vị thần linh độ cho số thầy sâm 79 779 có cái lộc lớn ngày thứ bảy cuối tuần, miền Nam rực rỡ có đài thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Đêm có miền Bắc, miền Trung. Con cũng xin ông bà chư thần chư thánh chư vị thần linh, ông bà binh gia binh tướng của bà độ cho số thầy sâm 79 779 có cái lộc lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi giác lợi cũng mời tất cả bà con cô bác vào trong ha, đảnh lễ trình bà xong xuôi rồi xin cái lộc của bà nữa ha, cũng y như hổm là 14 41 và rực rỡ cho bà con vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mời tất cả bà con cô bác anh chị em vào trong trình lễ xin bà ha. Này có hai chậu nhãn thọ đẹp quá bà con. Nhãn thọ đẹp ghê không? Nhãn thọ này tươi ghê không? Đó. Nhãn thọ này tươi ha. Nhãn thọ màu là đẹp ha. Đó, bà con ha. Rồi, mời bà con cùng vào đây trình lễ bà, xin bà ha. Hôm nay giác lợi về xin cái lộc, trình lễ xin lộc bà.
Rồi xịt dầu nước hoa cúng dường bà đi. Thành tâm xin cho bà con một cái sâm ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu. Nam mô A Di Đà Phật. Con phát danh quy vụ pháp tự giác lợi hôm nay với lòng thành kính về miếu thành tâm dâng lễ bạc lên trước án bánh, và con có thỉnh dầu lưu ly về miếu để thắp cúng hàng ngày. Thành tâm dân trả lễ bữa Đức Thánh Mẫu đã độ cho bà con cô bác trên kênh giác lợi vlog của con, cũng như chư thần chư thánh phía trước đã độ cho số thể sâm 1441 về cả miền Nam, miền Trung, miền Bắc rực rỡ. Do bà con cô bác hôm nay đủ phước đức duyên lành, con thành tâm về miếu dân lễ trả lễ lễ bạc tâm thành cúi xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin nâng điển độ ban cho bà con cô bác trên kênh của con một thể sâm mới may mắn ngày thứ bảy cuối tuần, đài thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Thánh Mẫu đèn trời soi xét, xin Đức Thánh Mẫu độ ban cho bà con cô bác trên kênh của con một thể sâm may mắn cầu được cái tài cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, số tay sâm bay ra nè, số tay sâm bay ra nè, số tay sâm dương luôn, số tay sâm dương luôn, để dắt lại qua giờ trong dắt lại trình lễ ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, con cũng vừa xin ở phía trước chư thần chư thánh chư vị thần linh là số tay sâm 79. Con cũng xin Đức Thánh Mẫu, Phật Bà độ cho số 79, và số tay sâm con cũng xin Đức Phật Bà, Đức Thánh Mẫu. Thì con cũng quay vào trong con trình lễ, con xin Đức Thánh Mẫu độ cho ngày thứ bảy, ngày 3 tháng 2, nhằm ngày 24 tháng 12 âm lịch năm Quý Mão, có cái lộc lớn trùng khớp với miền Nam, đại thành phố Long An là chính, sau nữa là đại Bình Phước, Hậu Giang, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Thánh Mẫu độ cho số thể sâm 79, và số thể sâm con cũng đang quay vào trong trình lễ có cái lộc lớn ngày cuối tuần, con cũng xin đón nhận số thể sâm. Số thể sâm là số 86 nha bà con, 86, 79, 86, 79, 86 nha, 79 với 86 nha, 79, 86. Đức Thánh Mẫu độ cho số thể sâm là 86, chư thần, chư thánh độ là 79, 79 và 86, một cặp rất là đẹp ha. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng xin để vào trong bát hương, con cũng xin Đức Thánh Mẫu đèn trời soi xét điểm chỉ độ ban cho số thể sâm 86 và 79 có cái lộc lớn ngày thứ bảy cuối tuần trùng khớp với đại thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, đương có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu ân điển thương xót bà con cô bác trên kênh giác lợi quy lắp của con, độ cho số thể sâm 79 và 86 có cái lộc lớn ngày thứ bảy cuối tuần, để cho bà con có được đồng ngân đồng ngọc trang trải trong những ngày giáp Tết, về đầu gì đặc biệt để bà con mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin Đức Thánh Mẫu đèn trời soi xét, con xin Đức Thánh Mẫu chứng minh cho bà con cô bác trên kênh, nếu như Đức Thánh Mẫu đã độ cho bà con được số thể sâm là 86 thì con cũng xin Đức Thánh Mẫu và độ cho về đầu gì đặc biệt đại thành phố Long An về chính xác, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc số thể sâm 86 ngày thứ bảy cuối tuần. Xin Đức Thánh Mẫu chứng minh, xin Đức Thánh Mẫu cho con xin được thánh keo nếu như số 86 có cái lộc lớn ngày thứ bảy cuối tuần. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Thánh Mẫu cười à, Đức Thánh Mẫu cười mà Đức Thánh Mẫu chưa ban, Đức Thánh Mẫu cười các bà con ha. Giác lại xin lên một lần nữa ha. Nam mô A Di Đà Phật. Với lòng thành kính con cũng xin Đức Thánh Mẫu đèn trời soi xét, Đức Phật Bà, các vị Long Thần, Long Thiên, Hữu Miếu ân điển thương xót cho bà con cô bác trên kênh giác lợi vlog của con ngày thứ bảy cuối tuần được hưởng cái lộc số thể sâm 86, 786 có cái lộc về miền Nam, đại thành phố Long An. Xin Đức Thánh Mẫu cho con xin lần này được thánh keo. Không được, chưa được, chưa được bà con. Không được, không được, không được. Giác lại thành tâm xin một lần nữa ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin Đức Thánh Mẫu đèn trời soi xét, xin Đức Thánh Mẫu ân điển độ ban cho số thể sâm 86, 786 có cái lộc lớn ngày thứ bảy cuối tuần trùng khớp với miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Xin Đức Thánh Mẫu cho con xin lần này được thánh khen.
ngày không bán. Ngày 86 86 thì Đức Thánh Mẫu không ban nha bà con ha. Đức Thánh Mẫu không ban. Nhiều khi cái giác lợi không có được cái duyên á, Đức Thánh Mẫu không có ban số 86. Nhưng mà giác lợi vẫn hồi sinh cái sợi sâm này ha. Biết đâu là Đức Thánh Mẫu với lòng thành kính của giác lợi thì Đức Thánh Mẫu dẫn độ ban cho số 86 này thì sao ha. Con xin Đức Thánh Mẫu mặc dầu không được thánh keo, con cũng xin thành tâm khuyên, con cũng thành tâm nguyện cầu xin Đức Thánh Mẫu độ cho số tài sâm 86 và 79. Con xin phía trước được cái lộc lớn ngày thứ bảy, xin Đức Thánh Mẫu ban cái phước cái lộc cho bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em ha, thành tâm con nguyện là Đức Thánh Mẫu sẽ độ nha bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện thành tâm xin Đức Thánh Mẫu đèn trời soi xét, xin Đức Thánh Mẫu độ cho ba con Bùi Văn Ngon, mẹ con Dương Thị Đẹp, bà nội Bùi Thị Tím, Bùi Thanh, bà nội Thị Tuyết Anh, Bùi Thị Đấu, Lê Thị Thiên Nga, tai qua nạn khỏi bệnh chứng tiêu trừ, lòng thành Phật đạo, nguyện độ cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Ai xem kênh thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Và xin Đức Thánh Mẫu đèn trời soi xét, xin ân điển độ ban cho số thể xâm ngày thứ bảy có cái lộc 86 786 để cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc ngày thứ bảy cuối tuần. Con cũng thành tâm cúi đầu đảnh lễ xin Đức Thánh Mẫu độ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi kính chào bà con ha.